con người của mình á, những người xấu sẽ có hào quang màu đen nghe quý vị, con người mình có đó, mà chẳng qua quý vị không có nhìn thấy thôi. Cũng giống như việc đi chùa đó, Kiệt nhìn thấy cả 700-800 ông thầy, nhưng mà Kiệt không có tính theo cái áo màu vàng nha, Kiệt tính theo ông là hào quang sáng thôi. Có những cái ông mà mặc áo nâu thì giả đó, mà ổng là hào quang sáng, ổng là Bồ Tát. Còn những ông mà hòa thượng mà mặc áo lỗ 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 mà tu cả đời á, mà vẫn đen thui, thì có cái đó nữa. Cho nên thì không có tính mấy vị thầy bằng cái áo, mà thì tính mỗi vị thầy bằng cái đức độ. Cái đức độ nó sanh ra hào quang của những vị đó, thì được biết là vậy. Còn nói về trượt, cả cái trái đất này nè, nó đen thui à, Kiệt, nó đen mà đen mà đen kịt luôn, giống như màn đêm đêm 30 vậy đó. Thì Kiệt là một cái đuốc. Những cái người bây giờ theo đạo Thiên Tâm á, là cầm thêm một cái đuốc nữa. Mà nếu mà Kiệt mà những người nào mà hiểu việc á, thì nhiều cái đuốc nữa, thì từ từ đó cái ánh sáng nó sẽ lan rộng ra, nó cũng giống như nó đốt cháy nhiều nơi thì nó sẽ lên màu sáng. Thì mấy vị nói vậy thì cái trược á, nó sẽ tan đi. Thì lúc đó tất cả bệnh tật, nghèo khổ, chiến tranh hay là thiên tai động đất rồi đó sẽ hết, thì là do tự mỗi cá nhân của mình. Bây giờ mà Phật có hạ phàm, Phật chỉ cách mình đi thôi, chứ Phật cũng đâu có tu giùm mình được. Phật đâu có tự nhiên biến cái trái đất từ trượt thành thanh được, mình phải tự mình làm. Thì chuyện hôm nay chuyện mang xác phàm xuống đây, chuyện tái sanh xuống để mà chỉ hướng quý vị, nhưng mỗi vị cũng phải tự cầm cái đuốc để mà đi. Còn lâu nay quý vị không có chịu cầm đuốc mà cứ nhắm mắt chạy theo cái áo vàng không à, thì từ đó đó mình mới đi sai. Ở trên nói vậy, cho nên 700 năm nay tất cả những người tu theo kiểu thần tú á, tức là chùa lớn tượng to đó, sẽ không có ai mà gọi là giảng sanh hết. Phật A Di Đà là có thật, có cõi tịnh độ là có thật, nhưng mà mình có được về đó hay không á, là những hòa thượng lớn ngày hôm nay chưa chắc được, huống chi là Phật tử mà được giảng sanh rất là khó. Mà giàu cho có giảng sanh về trển hạ phẩm hạ sanh á, là cũng nằm trong cái bông sen hàng tỷ năm. Sao trong lúc mình mang xác phàm, mình gán chịu khổ á, một đời người 100 năm ở bển là giống như một phút à, phút trên trời à, xẹt ra xẹt vô một cái thì mình đã được giảng sanh rồi. Mình đâu có cần phải mà mong cầu đâu, mà mình tu mà mình mong cầu giảng sanh như mà mấy thầy dụ dụ mình á, thì là càng không được luôn. Đó là lời thật của Việt nói đó, nghiên cứu đi.